Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con thành kính hướng về hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Chúng con xin đảnh lễ quý ngài và niệm ơn quý ngài đã tạo duyên cho chúng con được buổi sinh hoạt tối hôm nay với quý Phật tử. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2023. Đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại tu viện Hồng Đức thuộc thành phố Des Moines, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Quý vị chiều nay có khỏe không? Khỏe. Hồi sáng nay Pháp Hòa giảng và làm lễ quy y cho Phật tử ở trên Davenport và đã rời trên đó lúc 2 giờ chiều để đi thẳng về đây. Và về đây dư được 20 phút để giờ này ngồi đây sinh hoạt với đại chúng. Và theo Pháp Hòa được biết là cái contract của tối nay là còn gặp quý vị một lần nữa lúc 7 giờ qua cái phần trả lời câu hỏi. Tại để quý vị có câu hỏi thì có thể viết câu hỏi ra rồi đưa cho quý thầy ở đây hoặc bỏ vô cái chuông ở đây đó sớm, để rồi tối nay chúng ta 7 giờ có chương trình hát nhạc, hát theo nhạc yêu cầu, hát nhạc yêu cầu. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta vân tập về tu viện Hồng Đức. Hồng Đức nghĩa là cái ân đức to lớn, chữ hồng là lớn. Thí dụ như hồng chung, hồng chung là chuông to, chuông lớn. Hồng Đức là đức lớn, Hồng Hà là sông lớn. Thì thưa đại chúng, là khi chúng ta nói đến Đức Quán Âm thì chúng ta có một cái năng lực muốn ngài cứu khổ ban vui. Cho nên khi chúng ta hướng về ngài với ý nguyện rằng xin ngài cứu khổ ban vui thì nơi tự thân chúng ta cũng phải có cái hạnh nguyện cứu khổ ban vui. Mỗi khi nói tới Đức Quan Âm thì ai cũng nhớ tới bài Chú Đại Bi. Có thể người đó không thuộc toàn bài Chú Đại Bi, nhưng mà họ sẽ thuộc một cái câu đầu rất quan trọng của Chú Đại Bi. Đó là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thiên Thủ là ngàn tay, Thiên Nhãn là ngàn mắt. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm, nghĩa là người có tâm đại bi thì không có gì trở ngại. Và tâm đó chính là tâm Đà Ra Ni. Vậy thì chữ Đà Ra Ni nghĩa là gì? Đà Ra Ni là tiếng Phạn, có khi chúng ta âm là Đà La Ni. Đà La Ni có ba nghĩa. Một là tổng trì. Tổng trì là gì? Tổng trì là người đó có một cái trí lực ghi nhớ giữ gìn vô lượng pháp môn mà không có quên. Cũng giống như mình trong nhà mình biết hết tất cả việc trong nhà kêu tổng quản. Người nào mà biết hết việc trong nhà từ trong ra ngoài, mọi việc hết phải không? Tổng quản. Hoặc là một người đó họ đi làm, họ biết hết tất cả các bộ phận, các nhân viên, các việc làm, cũng gọi là tổng quán. Thì một Phật tử, một hành giả tu tập cũng có thể ghi nhớ tất cả các pháp, nhiếp thọ tất cả các pháp, gọi là tổng trì. Mà chúng ta tổng trì để làm gì? Để có cái năng lực giữ gìn Phật pháp. Cái này gọi là cái đi đến cái nghĩa thứ hai là năng trì. Hồi nãy là tổng trì, là biết tất cả, gìn giữ tất cả. Nhưng mà chúng ta phải biết năng trì, gọi là giữ gìn. Ví dụ mình biết ý nghĩa của Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Mà đã biết nghĩa Phật Pháp Tăng, mà Phật là gì? Là bậc tỉnh thức giác ngộ, là bậc thầy sáng suốt, có khả năng dẫn dắt chúng ta trên con đường tu tập. Phật không phải thần thánh, Phật không thể ban phước giáng họa, mà Phật thuần nhất là một bậc thầy cao cả. Hiểu như vậy, pháp là lời dạy của Phật,
là chân lý, là con đường, là lẽ thật. Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật, mà thanh tịnh, mà hòa hợp, hiểu Tam Bảo, đó là tổng trì. Nhưng mà có năng trì là bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ Tam Bảo trong tâm. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn có niềm tin Tam Bảo bất di bất dịch. Có thể người nào đó họ làm một cái điều sai, mà chúng ta có thể thường là chúng ta quơ chung là các người giống nhau. Ví dụ mình nói các thầy đó giống nhau. Không, tại vì nhân hư đạo bất hư. Người có sai chứ đạo đâu có sai. Tam Bảo thì không có gì sai. Vù dù bất cứ hoàn cảnh nào, cho nên mình vẫn giữ được cái tâm kiên trì của mình, gọi là năng trì. Và cái tâm đó nó có khả năng chặn đứng tất cả các bất thiện pháp sanh khởi vào tâm mình. Ví dụ ai đó nói, tại sao bây giờ chị còn, anh còn đi chùa ủng hộ chánh pháp gì đâu, đời này không ai tu hành gì hết trơn. Mình phải có đủ năng lực ngăn chặn tất cả những dòng tư tưởng đó đi sao. Nếu mình nói như vậy thì mình không còn niềm tin với cuộc đời. Nói như vậy là không còn niềm tin với Phật Pháp, không còn niềm tin vào cuộc đời, thì mình tu gì nữa giờ. Thật là bây giờ mình nói vậy là đừng có vô trường học nữa. Bây giờ không thầy cô nào tốt hết á, thầy cô nào cũng giả dối hết á. Nói như vậy là không cho con mình đi học, rồi là con mình ở nhà thì sao, dốt luôn. Có những người, người ta thật sự người ta sống bằng cái lương tâm đạo đức của một thầy giáo, một cô giáo, chứ đâu phải ai cũng vậy. Quý vị nhớ là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Cho nên là không phải một người làm rồi tất cả phải người khác phải gánh chịu, mà chúng ta để cho cái câu là ai cũng giống như ai thì nó ngăn, nó làm cho mình bị trở ngại. Cho nên trước hết khi quý vị đọc Đà Ra Ni, thì chữ Đà Ra Ni này bây giờ không phải chỉ là những chữ nghĩa trong kinh, mà phải biến chữ Đà Ra Ni thành ra ba năng lực cho chính mình. Đó là gì? Đó là tổng trì, năng trì và năng già. Chữ già là ngăn che, ngăn che cái bất thiện pháp không để xâm nhập vào. Ví dụ như mình có một cái niềm tin Phật Pháp có thể chuyển hóa mọi khổ đau, thì bây giờ ai có nói gì? Tại người ta chưa nhận ra, cho nên người ta mới không có niềm tin vào đó. Cũng giống như mình uống thuốc, mình hết bệnh thì người ta có nói, người ta uống nó không hợp với người ta không hết bệnh, người ta chê nó. Chứ đâu có nghĩa là cái thuốc đó nó không có tác dụng. Mà trong khi đó mình uống mình thấy có tác dụng cho chính mình, mà mình lại để cho người khác xem vào, người ta nói cái bỏ thuốc không thèm uống. Rồi đau nhức hoàng hoại, hỏi sao không uống thuốc. Tôi nghe người ta nói thuốc đó độc, không hợp, không hợp với người ta, nhưng mà có thể hợp với mình. Đó là một ví dụ. Cho nên mình trì chú, bất cứ câu kinh nào, thần chú nào cũng đều là Đà Ra Ni hết, chứ không riêng chú Đại Bi. Chú Vãng Sanh cũng là Đà Ra Ni, chú Thất Phật Diệt Tội cũng là Đà Ra Ni. Vậy thì Đà Ra Ni bây giờ nghĩa của nó là một pháp môn tu tập, biết hết tất cả pháp, giữ gìn tất cả pháp, và không để cho bất thiện pháp xen vào. Mình có một khả năng ngăn chặn tất cả các chướng ngại, các bất thiện. Ví dụ như mình hiểu được năm giới, con nguyện không lấy của người khác vì đó là sự bất công. Rồi người khác xúi mình, người ta để đó, chị không lấy người khác cũng lấy à, chị lấy đi rồi mình đi làm từ thiện. Thí dụ vậy đó, thì người mình cũng nghe cũng có lý. Như hồi nãy có một vị hỏi Pháp Hoài, nếu mà con làm một cái điều đó nó không có hợp pháp, nhưng mà cái điều con làm đó con đi làm từ thiện có được không? Pháp Hoài nói nếu mà mai mốt mà cái đã chị mình đã biết nó là bất hợp pháp thì phải cẩn thận. Tại vì nếu mà coi chừng cái điều đó nó không đúng, mình phạm pháp, lúc đó bắt đầu mình trách, sao ơi tôi bố thí tôi từ thiện quá trời mà sao không phù hộ gì tôi hết trơn vậy.
Đâu có ai, đâu có Phật thánh nào mà đi phù hộ bất cứ lý do gì. Ở đây mình nói một cái ví dụ vậy thôi, để cho đại chúng hiểu được cái ý nghĩa của chữ Đà Ra Ni. Có ba năng lực, nhớ không? Tổng trì, năng trì và năng già. Chữ già là ngăn che. Mình đủ khả năng để ngăn che những điều bất thiện có thể sanh khởi trong tâm mình. Có thể là tham, có thể là sân, có thể là si, có thể là mạn, có thể là nghi. Mình tu tập mỗi ngày mỗi thêm cái sự cung kính khiêm nhường, mà để cho cái pháp tự cao, tự đại, tự đắc nó xen vào, thì chúng ta bị sai với cái chỗ tổng trì của mình. Vì tổng trì là phía tất cả pháp. Bên cạnh đó, Bồ Tát lấy cái hạnh lợi tha để mà giáo hóa. Mà muốn giáo hóa chúng sanh thì chúng ta phải có một sức lực ghi nhớ rất nhiều pháp. Để làm gì? Để giáo hóa. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn mở lớp nấu ăn, mà quý vị dạy người ta nấu canh chua mà không nhớ gì hết trơn á, mua bạc hà giá không mua cà, không mua đủ ngò ôm, không mua đủ ngò gai. Nói chung mình muốn dạy cho người ta nấu một nồi canh chua đúng cách là phải nhớ hết tất cả những vật liệu ở trong đó. Và thậm chí phải biết cách nấu như thế nào để nồi canh chua nó đậm đà, nó ngon. Muốn dạy cho người ta nấu nồi cà ri thì phải nhớ trong cà ri gồm có cái gì, để mình đi mua cho nó đủ. Cũng như thế, một vị Bồ Tát hay một người muốn làm cái hạnh lợi tha thì người đó phải có đầy đủ sự ghi nhớ. Ghi nhớ để làm gì? Để thuyết giảng, để làm lợi lạc cho mọi người. Cho nên mình lên tụng thời kinh, nhận một cái đám đi cầu siêu, nếu không thuộc kinh thì phải cầm quyển kinh. Đâu có ai cười mình khi mình cầm quyển mình tụng đâu. Đằng này lên tụng mà không chịu cầm bổn, mắc cỡ, sợ người ta cười, không thuộc kinh. Tới hồi vô tụng lộn tùm lum hết trơn. Còn khổ hơn nữa, lúc đó mình quên một cái rồi mình rối. Nó nguyện hương linh trực vãng Tây Phương, mà mình run của mình trực vãng Tây Ninh hay là mình trực vãng Tây Ban Nha, trực vãng Tây Tạng. Cho nên mình phải thuộc. Mình làm gì mình phải có sự ghi nhớ. Cho nên mình muốn được như vậy, cũng giống như mình làm, mình giúp đỡ cho ai, làm việc gì cho ai, mình phải tập. Thí dụ các vị làm một việc gì cho ai đó, quý vị tập chánh niệm. Làm việc gì mình phải chú tâm việc đó. Đừng có đang làm việc này nhớ cái bỏ nửa chừng cái đi làm, lâu ngày nó thành một thói quen rồi không có việc gì chúng ta làm trọn hết đó. Đang quét nhà nửa chừng cái nhớ trực lại chưa đi giặt quần áo, cái chạy vô trong phòng ôm quần áo đi giặt. Đang bỏ vô nửa chừng cái ý chí cha, nồi canh chưa có tắt lửa, cái là cửa của cái máy giặt để ra đó, rồi hoặc là bật nút ra đó. Rồi lâu ngày nó thành một thói quen, cứ làm này bỏ đi qua làm kia. Có phải không? Như vậy nó thành ra mình không có Đà Ra Ni. Cho nên tụng đại bi hoài mà sao không thuộc là vậy đó. Bởi vì cái thói quen sống của mình nó cũng vậy, cứ làm đâu bỏ đó, làm đâu bỏ đó. Bên cạnh đó, chúng ta phải biết pháp Đà Ra Ni. Pháp là gì? Tất cả các việc, các việc chúng ta làm. Thí dụ mình là một Phật tử, mình là Phật tử, mình cầm sâu chuỗi 108 hạt. Ta hỏi tại sao chỉ cầm 108 hạt mà không cầm chẳng 110? Mình phải đi tìm hiểu tại sao sâu chuỗi 108 hộp. Rồi tại sao anh phải hì hục anh lại Phật chi mà kêu lại sám hối? Bộ lại đổ mồ hôi vậy, cái Phật thấy ta thương quá, Phật cho hết tội. Cái pháp mình hành, mình phải hiểu cái nghĩa đó. Cho nên pháp mình hành gọi là pháp Đà Ra Ni, nhưng phải hiểu luôn cái nghĩa gọi là nghĩa Đà Ra Ni. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu luôn nghĩa nào của chân đế, nghĩa nào của tục đế. Ví dụ
Mình lấy cơm ba chén để bàn thờ cúng, nước trà, thức ăn cúng ông bà tổ tiên. Đó là tục đế, đó không phải chân đế. Đó là tục đế, là cái pháp của thế gian. Nhưng mà Phật giáo chúng ta là vẫn nương vào cái pháp thế gian đó là làm, bởi vì nó đâu có gì sai. Nhưng bây giờ chúng ta thổi vào đó cái nghĩa, để làm cho cái ý nghĩa cúng đó nó thêm phần lợi lạc cho người cúng. Có thể người ta bày nhưng nghĩa nó chưa cao, nó chưa sâu, nó chưa rộng, nó chưa trọn, thì chúng ta tạo cái nghĩa, giảng cái nghĩa đó, thì cái này gọi là pháp đà ra ni và nghĩa đà ra ni. Mình làm việc gì phải biết việc đó. Ví dụ như trước khi mình thỉnh chuông, cầm cái dùi nhập vô cái chuông hai cái, hỏi làm gì chi vậy? Ai biết đâu, tôi thấy chùa nhập tôi cũng nhập vậy đó. Mà không biết tại sao phải nhập hai cái. Nhập hai cái trước khi mình thỉnh là một tiếng chuông, là để mình chuyển chuông. Vì chuông là một chất đồng, chất thao. Nếu như mà mình tự nhiên mình thỉnh một tiếng mạnh, chuông nó có thể bể. Còn mình lấy cái dùi mình thỉnh chuông, nhưng mà thỉnh bằng cách là không cho nó ra tiếng, lấy cái dùi nhập vô đó một tiếng, hai tiếng gì đó để chuyển chuông, thì cái chất đồng nó được chuyển động. Mình có thỉnh một tiếng mạnh, nó không có bể chuông, nó kêu không có tức chuông. Bên cạnh đó cũng sự nhắc nhở, một lời nói nào mình phát ra nó cũng giống như sắp sửa thỉnh tiếng chuông vậy đó. Phải dừng lại 2 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây, suy nghĩ chín chắn cái lời nói của mình, để lời nói phát ra mà không làm người ta giật mình té ngửa. Có nhiều khi gặp mình với mình phát cho một câu bật ngửa luôn, tại vì mình thiếu cái sự cân phân, cái sự cân nhắc. Mới vừa gặp người ta, trời đất ơi, làm gì lúc này thấy ghê vậy? Biết người ta thấy ghê rồi mà đâu cần ghê dữ vậy. Thí dụ vậy. Còn thậm chí người ta cũng nói tôi biết tôi ghê rồi mà chị đâu cần khen tôi dữ vậy. Ta là cũng giống như một tiếng chuông phát ra vậy, phát mà không có cái sự cân nhắc chỗ nào nên nói, chỗ nào nên không. Pháp Đà Ra Ni, nghĩa Đà Ra Ni. Có một cái gọi là chú Đà Ra Ni, nương nơi cái lực này mà tất cả được sinh khởi. Thí dụ như mình làm việc gì, mình nói ra một câu mà người ta nương vào đó mà người ta sống. Có những câu mình nói xong ta muốn chết cho rồi, phải không? Có những lời mình nói mình khuyến tấn người ta, làm cho người ta có đủ sức mạnh, năng lực, người ta đi lên. Có một cái nữa, người ta gọi là cái chú đó nó nghe xong người ta tiêu trừ được khổ ách. Và có một cái gọi là nhẫn đà ra ni, là thông đạt các thật tướng của các pháp, xa lìa mọi ngôn thuyết. Như vậy thì chúng ta có bốn cái đà ra ni. Tiếp tục là hồi nãy mình nói ba rồi phải không? Tổng trì, năng trì, năng già. Ở đây là pháp đà ra ni, nghĩa đà ra ni, chú đà ra ni. Bên cạnh đó chúng ta có một cái gọi là văn trì đà ra ni, nghĩa là chúng ta làm sao đạt được cái nghe, mà cái nghe này chúng ta ghi nhớ thấu đáo. Có những cái nghe xong nhớ, nhớ để rồi buồn, để rồi khổ. Cái này có cần nghe không? Nghe nhưng mà không cần nhớ. Chứ ai nói mà không nghe mình trật rồi. Thí dụ như người ta nói mình xấu hay mình không dễ thương gì đó, nghe nhưng mà đừng để lòng. Mình không để lòng để làm gì? Không phải mình khinh thường người ta vì mình biết cái đây là cái pháp sẽ làm mình buồn, cái pháp làm mình khổ. Thôi bây giờ mình quán thông cảm đi, có lẽ chị đó cũng nói nhưng mà nói không đúng lúc, không đúng nơi, không đúng việc. Mình đừng để lòng những câu nói đó. Nhưng ngược lại có những cái chúng ta nghe mà chúng ta phải để lòng, như những lời kinh, những câu, những cái lời nhắc nhở của mình. Cho nên cái đó gọi là văn trì đà ra ni, nên giữ gìn cái nghe đó cho một cách thấu đáo. Quý vị biết Đức Quan Âm á, cũng là một cái hạnh nguyện của lắng nghe đó. Bằng chứng là mình khổ gì mình cũng kêu ngài,
buồn chồng cũng kêu ngài, buồn vợ cũng kêu ngài, buồn con cũng kêu ngài, thất nghiệp cũng kêu ngài, thiếu nợ không có tiền trả cũng kêu ngài, cái gì cũng kêu ngài hết á, bệnh tật gì cũng kêu ngài hết á. Ngày đó ngài ngồi yên đó, ngài lắng nghe mình. Thì mình cũng là một cái tu tập, là chúng ta phải có được một cái văn trì đà ra đi, nghĩa là nghe xong rồi ghi nhớ, để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống, chúng ta tu. Hồi nãy ngồi trên xe thì ni sư trụ trì với Pháp Hòa nói chuyện, có nhắc đến một sư bà mà ngài hồi nhỏ là Pháp Hòa thích đọc sách của sư bà lắm, đó là sư bà Thể Quán. Có một hôm Pháp Hòa nghe thầy Pháp Hòa giảng, thì thầy cũng nhắc đến sư bà, và thầy đọc cái bài kệ đó, nghe thoáng một lần thôi, đi trong lúc mình làm việc mình nghe cái bài giảng đó, và mình nghe thầy đọc cái bài thơ đó, và mình nhớ. Cho nên quý vị cũng vậy, quý vị có nghe những cái bài thơ bài kệ mà mình ghi lòng đó, nó làm cho mình hạnh phúc lắm. Thí dụ như cái bài là một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì dạy gì không niệm. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì dạy gì không niệm. Nên có, nên nghe mấy cái đó, nghe mấy cái đó gọi là văn trì đà ra ni đó, nó vững chãi lắm, nó giúp cho mình tiêu tan những muộn phiền. Bên cạnh đó chúng ta có cái gọi là gì, phân biệt đà ra ni. Phân biệt là gì? Nghe xong rồi mình phân biệt cái nào là thiện pháp, cái nào là bất thiện pháp. Cái nào là thiện pháp thì mình giữ, cái nào bất thiện pháp thì không. Có nhiều cái việc đó, nó không cần thiết mà cứ phải nhớ, mà Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại, tại Pháp Hòa đi đâu cũng nghe hoài. Nhất là cái vụ chụp hình, cứ hải cáp vô cái không được, không được thầy ơi, để con kiếm thêm người nữa, có ba người à. Mà mình khổ ơi là khổ, người ta đứng xếp hàng dài dài dưới kia mà nhất định phải kiếm người thứ tư. Tới hồi bí quá rồi nói yên tâm em đứng giữa em chịu cho. Mắc cái gì mà sợ chuyện ba người. Hình như là bị ám ảnh bởi cái câu chuyện hay bởi một cái bài hát chuyện ba người á. Một người đi với một người á, một người đi với nụ cười hắc hiu. Thật ra không có cái chuyện gì là sai quấy đâu, chỉ cái chuyện chụp hình ba người á. Mà tại em bị hoài cái chuyện đó thôi. Người ta thì đứng quá trời đứng chờ mà cứ nhất định đi kiếm người thứ tư để cáp vô. Không lẽ em nói coi chừng số 4 ngày dắt gì xám xây. Xây là tử, xảy là tử. Ây da, xảy à. Thành thử ra, mà bây giờ nếu mà nói con số ra, số nào cũng có chuyện để nói. 3 thì tam tai, 4 thì chết, ngủ thì 5, ngủ quỷ, 6 là lục tặc. Nhưng mà trong khi đó, những con số thánh thiện mình cũng có vậy. Tam bảo nè, tam đa nè, đa phúc, đa thọ, đa lộc nè, phải không? À, tại sao mình không nhớ mấy cái số mà nó tốt đẹp, nhớ những cái số mà khó khăn để rồi mình tự làm khổ mình vậy? Cho nên tất cả con số, số nào nó cũng có Phật pháp trong đó, yên tâm. Quý vị hôm nào quý vị đi tìm cái bài giảng của Pháp Hòa cách đây hình như là 20 năm, mười mấy 20 năm, những pháp số căn bản Pháp Hòa giảng từ số 1 cho đến số mấy mươi. Số 1 cũng có bao nhiêu pháp số, thứ 2, số 3 đều có hết, không có sợ. Cho nên mình phải có văn trì đà ra ni, mình phải có phân biệt đà ra ni, biết cái nào, cái nào là cái nào. Thí dụ có những cái nó không thuộc Phật pháp nhưng mà nó vô hại. Chẳng hạn như cái chuyện mà quý vị biết không, hàng năm mà mình đi chùa mình hái lộc đó, đó cũng không phải chuyện của Phật giáo nữa. Phật giáo không hái lộc. Nhưng mà ngày xưa đó, người ta trồng cây á, lộc là gì? Lộc là cái nụ cây nó mới chớm. Rồi người ta đi chùa Tết á, người ta thích bẻ những cái nhánh cây mà nó mới vừa chớm cái nụ vậy nè, để mong mình đem về đó, mình cắm vô nước thì nó nở cái nụ hoa đó ra,
cũng giống như mình chúc cho mình đó, bắt đầu công ăn việc làm năm mới này, nó bút từ những cái bút nụ bút mà nó nở ra thành những cái hoa, cái đó gọi là lộc, cái nụ đó gọi là lộc, người ta mới đi hái lộc, chưa là hái lộc đầu năm. Rồi cái chuyện hái lộc này hồi xưa là một hai người vô chùa hái thôi, rồi nó truyền miệng với nhau, nó text họ truyền miệng với nhau, bắt đầu ùa vô chùa hái. Sau cái đêm mùng 30 Tết chùa còn gốc không à, không còn cái gì hết trơn, bị gì ai cũng truyền với nhau là hái lộc đầu xuân. Bây giờ chùa mới bày ra chuyện nữa là thôi bây giờ mình chuẩn bị lộc đi. Lộc bây giờ nó biến thành trái quýt, bao lì xì, cái gì đó để họ tha cho mấy cái cây ở trong chùa. Như vậy cái lộc mà ngày nay mà quý vị nhận từ các thầy mà cái trái quýt hay bao lì xì đó, thủy chung trước đó nó không phải là lộc. Nhưng lấy cái này để cứu cái kia. Sẵn đây Pháp Hòa nói cái chuyện lấy cái này cứu cái kia nha. Thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe người ta nói ăn chay mà bày đặt, kêu mấy món mặn, vậy thôi ăn mặn luôn cho rồi đi. Ăn chay mà cá kho, tôm kho tàu, tàu hũ dồn thịt, vịt quay, heo quay. Ai nói vậy phải không? Tôi kêu cái gì tôi kêu, nhưng mà con tôm này nè, nó quấn bằng đậu hũ, nó được kêu là con tôm càng kho tàu. Tôi nói dốc cũng được nữa, mà cái con tôm tàu hũ này nó hy sinh để nó cứu con tôm thiệt. Vậy tôi kêu cái gì, miễn con tôm thiệt nó sống thôi. Cũng là chấp. Nếu mà anh không chấp, tôi kêu gì tôi kêu. Nhưng tự mình có làm cái việc đó cũng phải làm cho nó vừa vừa thôi. Mình làm quá mà bị người ta nói, phải không? Thí dụ như gần đây Pháp Hòa thấy có cái món xin sám hối đại chúng, hộp vịt lộn. Trời đất ơi, nó có gì trọng đâu. Tàu hủ kỳ luộc xong rồi pha với một chút tóc tiên. Quý vị biết tóc tiên không? Biết tóc tiên không? Mấy bà tiên đi ngang biển chảy tóc rớt xuống mình vết mình ăn á. Lấy tàu hủ kỳ luộc trắng trắng lên cái trộn với tóc tiên, rồi gia vị cái đem theo miếng bò viên chi viên gì đó, nhét vô làm cục gì hấp lên, kêu hộp vịt lộn. Mà đúng là lộn thiệt, ăn có trúng đâu. Nhưng mà rồi bây giờ nè, ngay cả bây giờ mình dư sức đặt các tên. Thí dụ mình đặt là Bát Tiên Hóa Hải, nguyên một cái ổ chim làm bằng khoai môn, khoai tây gì đó, chiên một rổ lên cái xào rau để vô đó, đặt một cái tên thật là kêu Củ Phẩm Liên Hoa. Rồi cái thì người ta cũng sẽ hỏi à, Củ Phẩm Liên Hoa là cái gì vậy? Cái lúc đó cũng phải nói thiệt, thì cũng giống như ổ chim vậy đó. Rồi thì cũng ăn thôi. Nhưng mà tại vì người ta đã có sẵn trong đầu người ta những cái món mặn đó rồi, thì mình làm ra mình nói cho người ta biết liền cái vị nó ra làm sao, ta thích thì ta ăn. Mình đặt tên được dư sức hết. Vô dư niết bàn, hỏi là gì vậy? Là canh không có cái. Thí dụ vậy, mình đặt cái gì cũng được hết đó. Tên trong Phật giáo là hằng hà sa số, mình đặt được hết. Nhưng mà rồi quý vị cũng sẽ đặt một câu hỏi, cái đó là cái gì? Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói ví dụ vậy, mình cũng đừng có quá khắt khe với những người người ta làm cái phương tiện, làm cái phương tiện để dẫn dắt những người mới ăn chay, người ta chưa có quen. Bảo đảm những người mới ăn mà cho rau luộc chứ trao với tương hoài đó, Pháp Hòa bảo đảm luôn 3 ngày thôi là không bao giờ họ ngó đồ chay nữa.
Vì họ nghe ăn chay họ sợ quá. Nhưng mình nấu ăn có những cái món ăn đậm đà, hương vị ngon, thật ra đó là một phương tiện. Nhưng mà ăn chay thì ai bắt mình, đâu không có cái luật lệ nào bắt người ăn chay phải ăn rau ăn tương cả. Đâu có cái luật nào. Tại sao anh khôn quá trời vậy? Anh ăn mặn mà anh ăn đủ món, chứ tự nhiên ta nói tôi ăn chay cái là trong đầu mình phải nghĩ ăn chay phải ăn rau ăn tương. Chơi kỳ vậy. Đâu có chuyện đó. Nhưng cái người làm phương tiện cũng phải có chừng mực, cũng đừng có làm quá. Ví dụ như mình làm nguyên con heo sữa, mỏ rồi móng rồi lên, thôi đừng làm mấy đó, nhìn ớn lắm. Làm thường thường vậy được rồi. Đã là phương tiện, nó không phải là cứu cánh. Làm phương tiện chỉ là tạm thời, không phải là cứu cánh, không phải là trọn vẹn. Thì chúng giữa hai bên, người nhận cái đó cũng đừng chấp nê, mà người làm cái đó cũng đừng quá đáng. Cái này gọi là trung đạo. Nếu chúng ta làm một phương tiện gì để mà có đủ cái khả năng giáo hóa chúng sanh, cái này gọi là phân biệt đà ra đi. Có một cái nữa gọi là gì? Nhập âm thanh đà ra đi. Trong cuộc đời này hàng ngày chúng ta nghe tiếng nhiều lắm. Cái này là cái căn, cái này là cái cảnh bên ngoài, cái này là cái căn, tiếng là âm thanh bên ngoài, lỗ mũi là cái căn, hương là cái cảnh của bên của đối tượng. Cho nên mình có mắt, tai, mũi, miệng, thân, thì nó có năm cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mắt thì nhìn thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm. Mình có năm căn, cho nên mình tiếp với gì? Năm cảnh, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nhưng nếu mà chúng ta để cho nó, chúng ta sẽ chìm ngập, chúng ta không có đủ cái năng lực để chúng ta thâm nhập, thì chúng ta sẽ bị nó lôi kéo. Thí dụ bây giờ quý vị có ăn một cái món gì ngon, thì biết đây là món hương vị đậm đà ngon. Hôm khác người ta đãi mình cũng tên đó, cũng món đó, nhưng có thể hương vị nó không bằng ngày hôm qua. Nhưng mà mỗi một người nấu nó có cái đậm đà, cái hương vị riêng của nó. Chúng ta ngồi đó cứ đem cái ngày hôm qua ra nói, mà ngày hôm qua nó còn không? Không. Ngày hôm qua đã là quá khứ rồi. Cái món ăn, cái hương vị ngày hôm qua nó không còn. Cái thực tại là cái hương vị của bây giờ. Mà chúng ta cứ đem dở ha, không bằng hôm qua ha. Nói xong cũng hết muỗng nữa, không bằng ha, muỗng thứ hai. Không bằng nhưng mà vẫn hết tô. Như vậy chúng ta ăn trong khổ đau và quên lãng, cứ ngồi không bằng. Thậm chí thưa đại chúng, nhiều khi á, trong cuộc sống của mình dễ xa nhau và hiện và buồn phiền nhau. Thí dụ lỡ con mình nó quen một người nào không vừa nhìn mặt nhãn của mình đi, mình chê nó ngay từ đầu rồi. Nhưng mà con mình nó thương rồi thì sao? Thì cũng phải chịu, phải không? Nhưng mà khổ nỗi nó ở với nhau 20 năm, cái câu nói đầu tiên mình gặp nó vẫn 20 năm, tôi đâu có chịu nó đâu, mà tại con tôi thương tôi ráng chịu. 10 năm sau cũng câu đó, mình nói riết á, nó hằng cái câu đó ở trong đối tượng kia. Thí dụ rể hoặc là dâu, mình nói chi cái câu nói mà nó do cái nhìn của mình, do cái taste của mình. Thậm chí mình nói, tôi không biết con tôi nó thưởng thích kiểu gì. Rồi mình phải khổ không? Cho nên rồi mình nó tụng thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Vô ngại đại bi tâm ở đâu? Mà gặp cái gì ngại có đó. Gặp cái gì mình cũng ngại hết, thì làm sao mà vô ngại đại bi tâm? Người có tâm đại bi thì vô ngại. Thậm chí mình tuyên bố một câu, mẹ không có ý kiến, con thương đâu gã đó. Vậy mà mình ý kiến lén luôn. Gặp ai cũng nhiều ý kiến đó, làm gì không tới tai người kia.
rồi bắt đầu khổ đau, trách móc, giận hờn, thậm chí để ở trong lòng. Rồi mai mốt á, nó để trong lòng thì nó có những cái thái độ, mà hãy có những thái độ cái mình trách, mình nói là người đó thế này, người đó thế kia, cũng do mình hết. Vì chúng ta chưa có được cái đà ra ni của âm thanh. Cho nên á, quý vị biết á, địa ngục có 18 tầng. Thường thường mình hay nghe địa ngục 18 tầng. Vậy thì địa ngục 18 tầng này ở đâu? Mà trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức. Mắt thấy sắc phân biệt là ba rồi, phải không? Mũi ngửi mùi phân biệt 6, tai nghe âm thanh phân biệt 9, rồi cứ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là 6, cộng với 6 đối tượng là 12, cộng với 12 cái phân biệt nữa là 6 cái phân biệt nữa là gì? 18. Vậy thì hễ mà chúng ta phân biệt buồn vui, có phải là những cái tầng địa ngục không? Đó là 18 giới và 18 tầng. Địa ngục không ở đâu hết. Địa ngục ngay cái nhìn của chúng ta, ngay cái nghe, cái ngửi, cái nếm của chúng ta, mà chúng ta vui buồn theo đó. Ở trong Phẩm Phổ Môn, ai nhớ mấy câu này nè: diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Nhớ không? Diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, tiếng vượt thoát tiếng đời, nên ta thường phải niệm. Như vậy Đức Quan Âm không phải chỉ một âm, mà còn vi diệu âm. Đó là diệu âm. Diệu âm là gì? Là vi diệu âm. Người ta nói mình khùng là cũng vi diệu âm. Nhờ người ta nói mình khùng cái mình biết mình làm thơ. Ờ, tôi khùng, khùng mà biết văn mùng chảy chiếu. Ờ, tôi khùng, khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu. Tôi khùng, khùng mà biết yêu. Như vậy thì bất cứ âm thanh nào, nếu chúng ta biến quán xét, âm thanh đó vẫn là vi diệu âm. Và âm thanh đó nhiều khi nó rất thanh tịnh, còn gọi là phạm âm. Chữ phạm này là gì? Nếu nói cho đúng là tiếng của cõi trời. Mà ở cõi trời đó, người ta được ví là cái cõi thanh tịnh. Cho nên phạm âm còn được nghĩa là tiếng thanh tịnh. Các thầy mà tụng kinh đó, nhất là các thầy mà biết tán tụng đó, quý vị biết các thầy mà tán tụng đó trong nhà Phật gọi là gì không? Đó là phạm bái, phạm âm đó. Âm thanh của lễ nghi. Tán một bài lưu hương, tán nam nghe nhịp nhàng, nhẹ nhàng theo kiểu tán miền Nam. Tán theo kiểu Huế, có cái âm thanh hay ho của miền Huế. Mà mình nghe xong dù không hiểu gì hết á, thì cứ ê a hoài có hiểu gì đâu. Nhưng mà mình nghe cái âm thanh đó, nó làm cho cái tâm hồn mình nhẹ nhàng. Cho nên nhiều khi á, có những người người ta đi ngang chùa mà người ta nghe một tiếng chuông thôi, tự nhiên người ta thức tỉnh. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi, tôi thấy tôi. Cho nên tiếng chuông, tiếng trống, tiếng linh, tiếng tang, tiếng mõ của nhà chùa là phạm âm hết. Cái âm thanh nó làm cho con người thanh tịnh. Quý vị mà mở nhạc lên coi, hễ mà nhạc gì là cái chân mình nó muốn nhảy theo nhạc đó. Nếu mà đó là nhạc rock and roll thì mình muốn giật theo cái nhạc đó. Nếu mà cái nhạc đó là nhạc gì đó thì mình nhớ những cái kiểu nhảy đó. Nhưng phạm âm này làm cho mình nghe lắng tâm. Cho nên quý vị sẽ đặt một câu: tại sao tụng kinh thì tụng đi, còn ê a chuông mỏ. Có những lúc chúng sanh rất cần những âm thanh đó. Có nhiều buổi sáng ngủ dậy thiệt là sớm, Pháp Hòa thích mở cái nhạc tụng chú Dược Sư, mà theo cái điệu nhạc quý vị bấm trên mạng có đó, chú Dược Sư
thanh thản, nghe nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng lắm. Sáng sớm mà mình thắp ở trên bàn Phật một cái hương trầm, rồi mình có rót trà mình uống mà mình mở cái nhạc tụng kinh đó, thì tự nhiên cái không gian buổi sáng tĩnh lặng đó, trời nhẹ mát đó, hòa với cái âm thanh đó, tự nhiên nó có công năng làm cho cái tâm mình lắng xuống. Những vị nào mất ngủ đó, quý vị bày cho người ta nằm buông thư toàn thân, thả lỏng tay chân ra hết, và quán tưởng mình bây giờ như một đám mây bồng bềnh, và mình chỉ biết hơi thở vào ra, buông hết tất cả những suy nghĩ lo lắng của mình, và hãy để cho những dòng nhạc nhẹ nhàng đó nó lắng dịu cả thân tâm mình. Âm thanh nó có khả năng trị liệu chúng sanh. Cho nên bên Tây Tạng người ta trị bệnh bằng âm thanh. Họ có những cái chuông mà mỗi cái chuông nó có một tiếng, bỏ lên họ rần rần cái tiếng chuông đó, không có đánh nha, họ cầm cái chuông họ quay vậy nè, mà làm như vậy thôi mà tự nhiên cái tiếng chuông nó ngân nhiều kiểu ra, nó làm cho con người nhẹ nhàng và quên đi tất cả mọi sầu muộn. Cho nên cái tiếng nào mà đủ công năng giúp cho mình tĩnh tâm đều là phạm âm cả. Và có những tiếng nó ào ạt nhưng mà nó là hải triều âm. Thí dụ như quý vị nghe chuông trống Bát Nhã, nó đâu có lắng dịu như những cái dòng nhạc êm dịu đó đâu, phải không? Nó vang rền, nó có tác động làm cho tâm can mình chấn động. Pháp Hòa mỗi năm đón giao thừa 2 lần. Đón giao thừa của Tây Phương tức là ngày 1 tháng 1 dương lịch, thì nhân cái khóa tu mùa đông ở tại tu viện Tây Thiên, thì đại chúng tham dự khóa tu 11 giờ rưỡi sẽ ngồi thiền im lặng, tắt đèn im lặng cho đến đúng 12 giờ đêm bước qua ngày 1 tháng 1 của năm mới, thì chuông trống Bát Nhã trổ lên. Và mỗi lần như vậy, trong cái màn đêm tĩnh lặng, mình nghe chuông trống Bát Nhã trỗi lên làm cho tâm can mình chấn động. Đó là hải triều âm. Có những tiếng người ta nói một câu mà làm cho mình thức tỉnh. Thí dụ mình chắc quá trời chắc, cái gì mình cũng buồn, mình cũng trách hết. Tự nhiên ai đó đi ngang mình nói một câu: đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Trời ơi, mình nghe xong câu đó mình giật mình, buông xả được. Bể một cái đồ gì đó, trời ơi, ngồi chửi từ sáng tới tối tiếc rẻ. Tự nhiên ai đi ngang nói: trời đất ơi, một đời ta ba đời nó mà ở đó nói hoài, tỉnh thức liền. Có nhiều khi một câu nói của người ta thôi mà người ta thức tỉnh mình. Thí dụ như người ta hỏi mình giận lên, thôi từ nay tôi không có đi chùa đi chiền gì nữa đó. Hỏi sao vậy? Tức là giận cái bà đó đó. Ủa vậy hồi đầu chị đi chùa vì cái bà đó chị đi hả? Không. Không, vậy sao chị giận nó? Ờ hé. Phạm âm, hải triều âm, phải không? Diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Có phải tất cả những cái tiếng đó nó là cái tiếng vượt thoát tiếng đời không? Thắng bị thế gian âm. Người đời người ta nói những câu nói không được vậy. Thí dụ như á, mình nhịn người đó, mà nếu mình có một cái người mà người khác ta nói anh là người nhẫn nhục ba la mật, nhưng mà người khác ta nói sao anh dại quá vậy, nó chửi anh mạnh yên hả? Trời ơi, gặp tôi là chết, tôi làm cho nó biết tay. Cũng là một hình thức, một cái câu nói đó, nhưng mà làm cho mình đâu có thể nào lắng tâm được nữa, mà mình phải bắt đầu nghĩ tới sao mình dạy vậy ta, mình không biết ăn thua đủ, mình để cho họ lấn hiếp mình vậy. Nhưng mà nếu mình làm một cái việc gì hay mà người ta khen ngợi mình. Cho nên cái đó trong Đà Ra Ni gọi là nhập âm thanh Đà Ra Ni. Cái cuối cùng, tự
nhập Môn Đà Ra Ni. Tự là gì? Tự là cái câu, cái chữ. Nhưng mà câu chữ đó nó không nhất thiết phải là một câu chân ngôn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, Đà Ra Ni á, là khi chúng ta nói cái gì, làm cái gì, bởi thân miệng ý chúng ta gom lại, hợp lại bằng cái năng lực. Nó có khả năng tiêu trừ, nó có khả năng thu nhiếp và làm người khác hết khổ. Như vậy thì bây giờ một câu nói nào đó, nó là một câu nói, một chữ nào đó mà làm cho chúng ta tỉnh thức. Cho nên hồi xưa có những vị tu tập á, người ta ở trong phòng hay trên cửa người ta viết một chữ thôi, chết. Để chữ chết làm gì? Để làm gì? Nhắc nhở người ta. Nhắc nhở người ta rằng nói gì thì nói, cuộc đời này cuối cùng nó chỉ còn một chữ thôi. Thấy không? Còn một chữ thôi. Nếu mà anh thường quán chữ này, anh sẽ nhẹ tâm lắm. Ai có chọc ghẹo anh, có phiền hà anh, có hơn thua anh, có lấn lướt anh, cuối cùng tất cả chúng ta cũng về một chỗ đó. Nói như vậy không có phải là đạo Phật dạy cho mình bi quan yếm thế, nhưng mà trong cuộc đời này thỉnh thoảng chúng ta cũng cần có những cái quán đó để giúp cho mình tiêu trừ đi những cái chấp trước phiền não của mình. Ngoài niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái này là trì danh niệm Phật, nhớ Phật gọi là niệm Phật. Ngoài niệm Phật ra, chúng ta còn chín cái niệm khác. Chín niệm đó là gì? Niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Pháp là nhớ kinh, nhớ mấy bài kệ. Thí dụ mình thuộc một câu nè: như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Nhớ một câu đó, ai chọc mình nhớ lại liền: như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Mãi giờ mình hớn hở, mình cầm một ổ bánh vô, mình tự mình nghĩ rằng mọi người sẽ ô lại khen mình. Ai ngờ đâu đem vô mọi người bình thường, không ai ngó ngàng gì hết trơn. Ủa chị mới tới hả? Đem bánh tới hả? Đem lên cúng đi. Không có ai mở ra coi tôi làm gì, khen tiếng. Bắt đầu hơi buồn buồn rồi đó. Thậm chí cắt lên mời, không ai ăn, buồn chập hai. Rốt cuộc buồn nguyên tập. Mình đi khổ không? Chứ bây giờ như tảng đá kiên cố. Ngược lại, nếu trường hợp đó cũng có câu khác: như mái nhà khéo lợp, như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, người trí cũng như thế, hả? Phiền não không dao động. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Mưa ắt sẽ lọt vào thì não phiền cũng sẽ hại cả thân tâm ta. Như vậy thì chúng ta nhớ những câu kinh để khi hữu sự mình đem ra mình ứng dụng. Cái đó là võ công của mình đó. Cái đó gọi là niệm Pháp. Giờ niệm Tăng. Niệm Tăng là niệm gì? Niệm hình ảnh của quý thầy, những bậc tôn đức mà chúng ta gặp được. Còn nếu lỡ đời này phàm tăng mình chưa gặp được ai hết, thì đọc tiểu sử của thánh tăng, như 10 vị đệ tử của Phật đó, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, vân vân. Mình đọc tiểu sử của các ngài để lấy biểu tượng của các ngài, mình nhớ, mình nhớ đến các ngài để mình vượt tất cả mọi cái trở ngại trong cuộc sống. Cái đó là niệm Tăng. Rồi bốn niệm rồi phải không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Rồi bây giờ tới niệm gì nữa? Niệm giới. Niệm giới là gì? Giới pháp mình thọ đó. Mình định làm gì mà nhớ tới cái giới mình thọ không dám làm. Rồi thứ tư là niệm giới. Thứ năm là niệm thiên. Niệm thiên là niệm cõi trời. Mà cõi trời là cõi vui sướng, cõi an lành. Muốn làm việc gì nhớ đây là địa ngục, không phải cõi trời. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm thí. Thí là niệm bố thí.
Thí dụ như người ta nói một câu mình nghe mình buồn không? Thôi hỷ xả cho người ta đi, chắc người ta đang có chuyện không vui, chứ bình thường đâu đến nỗi. Đó là niệm thí đó. Thí là hỷ xả cho người ta, chứ không phải là lấy tiền bỏ bố thí không. Niệm thí là mình tha thứ cho người ta, mình nhẹ nhàng được một việc gì đó. Rồi niệm gì nữa? Niệm vô thường. Đó, sống chết, sống nay chết mai, vân vân. Niệm hưu tức, thôi đi, thôi đi, bỏ qua đi. Đó là niệm hưu tức đó. Rồi niệm gì nữa? Niệm hơi thở. Hít vô thở ra. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa nữa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Dù anh hay chị hay bà, các ông các chị cũng phải hít vào thở ra. Cứ như vậy mà làm tới. Cái đó gọi là niệm hơi thở. Hơi thở của mình là quan trọng nhất. Quý vị nghiệm lại coi, mình có nhiều cái chương trình, kế hoạch làm ăn phát triển đủ thứ hết, nhưng nếu chúng ta ngưng thở thì chúng ta thực hiện được gì? Không thực hiện được gì hết. Cho nên hơi thở rất quan trọng, và mỗi ngày cần có thời gian để trở về với hơi thở. Chúng ta lo đủ thứ hết, nhưng chỉ thiếu một cái không lo, đó là lo hơi thở của mình. Cho nên mỗi lần giận lên là thở hổn hển, thở muốn chết. Niệm hơi thở, niệm vô thường, rồi cuối cùng là niệm gì? Niệm chết. Đời người ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi. Chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Như vậy, nãy giờ Pháp Hòa nói về cái chữ Đà Ra Ni. Mà nếu mà nói tới Đà Ra Ni là nhiều cách để chúng ta quán chiếu học hỏi như vậy. Văn trì Đà Ra Ni, phân biệt Đà Ra Ni, nhập âm thanh Đà Ra Ni và tự nhập môn Đà Ra Ni. Đó là bốn rồi phải không? Còn bốn cái nữa là gì? Pháp Đà Ra Ni, tổng trì Đà Ra Ni, pháp Đà Ra Ni, nghĩa Đà Ra Ni. Rồi trên nữa là tổng trì Đà Ra Ni, năng trì Đà Ra Ni, năng già Đà Ra Ni. Như vậy chữ Đà Ra Ni bây giờ nó không còn là một chữ trong kinh nữa, mà chữ này nó sẽ đi theo với chúng ta. Nó đi về với chúng ta trong mỗi cuộc sống, mỗi chuyện. Từ đó đại chúng sẽ thấy rằng kinh để làm gì? Tại sao gọi là kinh? Tại vì sẵn đây Pháp Hòa trả lời câu hỏi đó. Tại sao không kêu là cái khác mà kêu kinh? Sao 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 để cái cục kinh. Không phải kinh đó. Kinh đó lỗ vốn chết. Kinh là gì? Kinh là mình nói tắt. Chữ kinh là mình nói tắt. Nói đủ chữ là khế kinh. Và kinh là một sự gom lại, kênh kết lại. Và trong cái sự kết hợp này, nó có khả năng phù hợp với chân lý, và nó có khả năng phù hợp với căn cơ của mỗi người nghe. Cho nên kinh nói gọn có hai nghĩa, đó là khế lý, khế cơ. Nói hợp với chân lý, hợp với căn cơ là kinh. Nếu chúng ta nói hợp lý mà người nghe không hiểu thì không hợp cơ. Mà không hợp cơ thì lý nó có hợp không? Không. Như vậy nói cái gì, dù đó là chân lý, nhưng mà phải quán chiếu coi có hợp với người nghe không. Thí dụ Phật tử phần lớn bữa nay ngồi đây, các vị mới bắt đầu học Phật ít ít thôi. Mà nếu mà giảng cái gì mà cao xa quá mình nghe mình không hiểu, thì hợp thầy nói hay quá, thầy nói chân lý, nhưng mà ngồi dưới này nói chừng nào hết. Tại vì nãy giờ thầy nói thầy nghe chứ tôi có hiểu thầy nói gì đâu. Thống chừng ngồi đây cũng vậy đó. Như vậy thì cái gì chúng ta nói hợp lý, hợp cơ,
gọi là kinh. Chưa hết, kinh còn có nghĩa là gì? Kết mang. Như tất cả các cái hoa nó rời rạc với nhau, chúng ta kết thành một sâu và đeo trong cổ làm đẹp. Cũng như thế, nếu mỗi ngày chúng ta gom một câu, một chữ, một lời trong kinh, quý vị cứ nghĩ suốt 30 năm mình tu, không lẽ mình không có tới 30 chữ thánh thiện trong kinh Phật để mình kết thành một cái vòng hoa cho tự thân mình sao? Khi đó chúng ta là một người đeo một tràng hoa kinh điển rất đẹp. Cho nên kinh có nghĩa là kết mang, là một vòng hoa kết lại lời lẽ, từng câu từng chữ kết thành một vòng cho mình đeo. Kinh còn có nghĩa là tuyền dũng. Một dòng suối chảy mạnh, rác nó có dính ở trong những cái gốc, những cái cạnh cũng đẩy ra hết. Cũng như thế, mình kinh điển mà thấm nhập mình rồi đó ha, ba cái rác phiền não chút chút mà nó còn ẩn núp ở trong những cái gốc cạnh của tâm hồn mình, đẩy ra hết, đẩy ra hết. Sao lúc này anh hết giận rồi? Dạ tôi chẳng những hết giận thì tôi không biết, mà tôi thấy tôi bớt giận. Hết thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi thấy tôi có bớt giận. Cho nên Pháp Hòa không dám nói mình hết tham, hết sân, hết si. Nhưng nếu mình tu mà bớt là mừng rồi đó. Tối nay về coi mình có bớt không. Ví dụ như một lát nữa này nè, hồi nãy tới là cũng dành chỗ đậu xe, một lát về cũng dành ra về nữa chứ. Rồi bằng cái ý nghĩa là tôi ở xa, tôi phải về trước. Rồi lạng qua lạng lại nè, rồi có phiền não với nhau không, có hấy ngút nhau không trên xe đó. Cái ông đó đi đâu mà dữ vậy, mà quên mình cũng đi đâu vậy. Cho nên á, một ngón tay mà chĩa ra người thì ba ngón khác nó chĩa lại mình, nó đâu thấy. Ê coi nhỏ đó kìa. Thì ba nhỏ kia nó ở kia, ê coi bà đó kìa. Một ngón tay mà chĩa lên là ba ngón kia nó chĩa lại. Thấy được cái đó, nó tẩy mình liền. Vừa định đưa ngón tay lên, lấy xuống. Cho nên đeo chuỗi đỡ lắm. Vừa muốn đưa ê chuỗi chuỗi. Trời ơi đeo chuỗi đẹp quá mà tay chân cũng dễ thương. Cho nên mình đeo chuỗi để làm gì? Mình đeo Phật để làm gì? Đeo cái tượng Phật ở đây nè, là để nhắc mình Phật nằm ngay đây nè. Phật nằm ngay đây nè, muốn nói gì mình hay vỗ ngực vậy nè, nhớ vỗ ngay mặt Phật cái. Vậy đó mà đi vô washroom nó sợ tội, đem Phật ngậm miệng. Trong nhà vệ sinh hôi lắm, mang tượng Phật vô đó tội, để đây chắc sạch rồi. Cho nên coi chừng ha, coi chừng cuộc sống mình nó cứ lạy, nó cứ lặt vặt vậy hoài mà tu. Cho nên là lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô, rồi cũng lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột. Đồng gì đồng bạc, đồng gì đồng bạc, bạc gì bạc tai. Thôi hết giờ, cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ trước khi chúng ta chấm dứt, Pháp Hòa xin nói gọn một câu. Cái điều với nói chuyện này Pháp Hòa chỉ nói một điều. Đà ra ni nghĩa là khi chúng ta nói việc gì, làm việc gì mà chúng ta hợp nhất cả thân, miệng, ý ba nghiệp bằng tất cả tâm lực của mình, thì nó có công năng chữa trị cho tất cả mọi tình huống khổ đau. Đó là Đà Ra Ni. Nhưng nếu người đó, nếu người đó, một cái người nào nghe cũng nghe bằng cả thân, cả tâm, cả ý, thì hai cái này nó hợp tương với nhau. Cho nên tại sao Đà Ra Ni được gọi là chân ngôn, là mật ngữ, mà trong kinh còn diễn đạt rằng chỉ có Phật với Phật mới hiểu, là tại vì nếu chúng ta không tương đồng một tâm tư đó. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói bằng tất cả tấm lòng của Pháp Hòa để nhắc nhở đại chúng tu. Nhưng nếu có thể một cái điều Pháp Hòa nói nó chạm đúng vào cái tim đen của mình,
giận ông thầy liền, tự nhiên đem tôi ra giữa công chúng. Bữa nay ông nói xấu tôi, tôi biết chị sống với nhau đâu tôi nói. Nếu như thầy nói bằng cả tấm lòng mà mình tương đồng với cái chỗ đó, có phải là ngôn ngữ của mình với thầy giao thông? Cho nên điều trong kinh nói không có sai, chỉ có Phật chứ Phật mới hiểu được ngôn ngữ mật ngữ đó. Cũng như thế, nếu chúng ta làm việc gì bằng cả thân miệng ý, người khác cũng tiếp nhận điều đó bằng thân miệng ý, thì không bao giờ có việc giận nhau. Chúc đại chúng an lạc, hạnh phúc.